Tiểu sử Phan Mạnh Quỳnh, đóa hoa nở muộn của làng nhạc Việt. Phan Mạnh Quỳnh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay. Tuy không xuất hiện trên nhiều chương trình, nhưng anh vẫn gây chú ý khi xuất hiện. Là một cây bút sáng tác lớn của xứ nghệ, Phan Mạnh Quỳnh luôn thổi hồn vào sáng tác của mình bằng giai điệu mộc mạc, chậm rãi, thấm đượm tính nhân văn. Sau khi nổi lên với ca khúc Vợ Người Ta, nam ca sĩ ngay lập tức trở thành gương mặt hot của showbiz Việt. Anh tiếp tục gây bão với các ca khúc lắng động, cùng chất giọng thuần khiết, chân quê như Hồi Ức, Nước Ngoài, Huyền Thoại, Sao Cha Không. Từng bị chê là hát nhạc chợ, lời xến sẩm nhưng Phan Mạnh Quỳnh ngày càng khiến cho người khác cảm thấy hối hận vì cái lối nhận định một chiều của mình. Không chỉ có thể sáng tác mà những bản nhạc rất thị trường, anh còn có sự ảnh hưởng cùng với khả năng lan tỏa về âm nhạc của anh được đánh giá và đón nhận rất cao. Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, quê quán Nghệ An. Phan Mạnh Quỳnh là người thuộc thế hệ 9X, nhưng trong anh vẫn luôn giữ được nét mộc mạc, thích hoài niệm hồi tưởng. Hai chủ đề lớn trong sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh là cộng đồng và làng quê, thay vì chạy theo số đông của thị hiếu một số ca sĩ trẻ hiện tại. Từ nhỏ đến nay, tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện của người dân quê và muốn kể lại cho thế hệ sau bằng âm nhạc. Tôi sống chậm rãi, làm tất cả một cách từ từ, không vội vàng, anh chia sẻ. Nổi lên với những bản nhạc gây tranh cãi. Trong giới nghệ sĩ thì Phan Mạnh Quỳnh là cái tên không hề xa lạ, nhưng đối với công chúng, Phan Mạnh Quỳnh chỉ mới được biết đến từ gần 3-4 năm trở lại đây. Vốn hoạt động nghệ thuật từ rất lâu, nhưng Phan Mạnh Quỳnh muốn tập trung chuyên môn vào việc sáng tác với các ca khúc mang hơi hướng cuộc sống bình dị, chân thực, gần gũi với người dân hơn. Phan Mạnh Quỳnh yêu thích sáng tác từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh tập tành viết nhạc và cho ra các ca khúc đầu tay mang tên Nơi Ấy Còn Tìm Về khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên thì lúc thi vào trường đại học, nam nhạc sĩ lại chọn cái nghề trái với sở thích của mình, để rồi sau đó anh quay lại con đường cũ và tự mình tìm tòi học hỏi làm quen với việc viết và sáng tác. Khoảng thời gian 2009-2014, Phan Mạnh Quỳnh là cây bút tiềm năng khi liên tục cho ra những bài hit được các ca sĩ thể hiện như Người Yêu Cũ, Khởi Mi, Mình Từng Yêu Nhau, Miêu Lê, Anh Thế Giới Và Em, Hương Tràm. Nhưng với sự chú ý ít ỏi trong giới nghệ thuật, bấy nhiêu chưa thể khiến cho Phan Mạnh Quỳnh có chỗ đứng trong thị trường rộng lớn này. Anh đã buồn chán và về quê một thời gian. Và cũng tại thời điểm đó thì nhạc sĩ đã đi dự đám cưới của người bạn mình và cho ra ca khúc ngẫu hứng Vợ Người Ta với ý tưởng viết cho vui, nhưng không ngờ lại được công chúng đón nhận mạnh mẽ đến như vậy. MV của ca khúc đã nhanh chóng đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube, được cả Táo Quân 2016 nhắc đến, đồng thời đứng vào top 5 cho 3 hạng mục giải thưởng của Zin Music Award. Nhưng ít ai biết được rằng chỉ là bản demo chưa hoàn thiện của anh cùng với ekip của mình. Tuy nổi đình đám với nội dung hài hước, kỳ quặc và mang tính giải trí, nhưng Vợ Người Ta lại nhận về không ít ý kiến trái chiều, cho rằng ca khúc bình dân, nhạc xến và rẻ tiền. Trên thực tế, các ca khúc của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh thường là những ca từ mộc mạc gần gũi, nó đơn giản bình dị đối với người này. Nhưng đối với một vài đối tượng khắt khe hơn, nó lại là rẻ tiền và là nhạc chợ. Nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng Phan Mạnh Quỳnh có bản sắc riêng của mình trong các bài hát mà anh sáng tác, một cái chất đặc biệt mà khi chúng ta nghe cũng có thể dễ dàng nhận diện được đó là tác phẩm của ai. Hành trình gỡ mác người nhà quê viết nhạc lên nhạc sĩ được đón nhận. Nhờ có Vợ Người Ta mà mọi người biết đến Phan Mạnh Quỳnh nhiều hơn. Tuy nhiên là người sáng tác nhạc, anh không chịu ngồi yên khi nghe những bình luận trái chiều về đứa con tinh thần của mình. Nhạc sĩ 9X đã đến với chương trình Sing My Song với ý định khán giả sẽ nhìn nhận một Phan Mạnh Quỳnh khác, có những tâm sự và câu chuyện khác, màu âm nhạc phong phú hơn, đồng thời gần gũi hơn với quý vị. Ngay tại vòng đầu tiên với ca khúc Nơi Con Tim Thuộc Về, chàng trai xứ Nghệ đã làm cho các giám khảo khó tính phải gật gù nhận xét anh là một đối thủ đáng gờm.
Càng đi sâu, Phan Mạnh Quỳnh càng chứng tỏ nỗ lực đổi mới của bản thân. Anh luôn nhận được lời khen từ phía giám khảo cũng như hội đồng chuyên môn qua từng vòng thi và các ca khúc có chiều sâu và nhiều ý nghĩa đã làm lay động trái tim của người nghe. Hồi ức có chàng trai viết lên cây. Hà Anh Tuấn đã thừa nhận rằng anh ban đầu không mê nổi nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, nhưng sau đó càng nghe thì càng ngấm. Ca sĩ ưu ái gọi đàn em là Viên Ngọc Quý. Sự thành công sau chương trình Xin Mai Son đã giúp cho Phan Mạnh Quỳnh được khán giả yêu mến hơn, anh trở nên nổi tiếng, đắt show diễn và được tung hô ca tụng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Khi chạy theo sự nổi tiếng với các buổi biểu diễn liên tiếp, dường như anh đã vơi đi khả năng viết nhạc và không tìm được cảm hứng sáng tác, khiến cho sức sáng tạo của mình ngày càng cạn kiệt. Nhận thấy nguy cơ không khả quan, nam ca sĩ kim nhạc sĩ đã táo bạo chọn một bước đi mạo hiểm. Cách mà trước nay hiếm có nghệ sĩ nào làm được, đó chính là gác lại ánh hào quang và quyết định ở ẩn một thời gian. Vào tháng 9 năm 2017, Phan Mạnh Quỳnh tái xuất với bài hát Yêu Nhau Nửa Ngày cùng với giai điệu mới mẻ, ca từ giai điệu vui tươi, chính là bài hát anh dành tặng cho bạn gái của mình. Đến cuối năm thì giọng ca hồi ức lại tiếp tục cho ra ca khúc Người Khác với giai điệu gian sôi động, nhưng không làm mất đi bản sắc đặc trưng trong lối sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Sự quay trở lại một cách tích cực đã làm cho công chúng thêm yêu mến nam ca sĩ, tuy nhiên những bài nhạc của anh chưa được tỏa sáng mạnh mẽ. Nhưng chúng ta một lần nữa cũng phải khẳng định vị trí của Phan Mạnh Quỳnh vẫn luôn được săn đón và thậm chí là được chú ý nhiều hơn trước. Và mới đây nhất, tên tuổi của Phan Mạnh Quỳnh một lần nữa được khẳng định trong bộ phim Bố Già. Trấn Thành với vai trò là tác giả kịch bản của Bố Già đã tạo ra sự đồng cảm giữa người xem và câu chuyện trong tác phẩm. Ngoài ra thì âm nhạc trong phim cũng đóng vai trò quan trọng giúp cho bộ phim lấy được nước mắt của khán giả. Trong bộ phim Bố Già có hai ca khúc được bàn luận là Cha Già Rồi Đúng Không, một sáng tác của Phạm Hồng Phước do Ali Hoàng Dương thể hiện, và Sao Cha Không, ca khúc do Phan Mạnh Quỳnh vừa viết vừa hát. Hai ca khúc này đều là góc nhìn của người con về cha của mình. Trong đó, Cha Già Đi Rồi Đúng Không là một bản hit của Phạm Hồng Phước. Nam ca sĩ từng nhận được nhiều thiện cảm khi trình diễn ở chương trình Xin Mai Son 2016. So với màn thể hiện của Phạm Hồng Phước, thì bản của Ali Hoàng Dương trong Bố Già ít thuyết phục hơn. Và Bố Già lần này của Trấn Thành do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện ca khúc Sao Cha Không đã chinh phục được người nghe. Ca khúc như bức thư chưa gửi của người con trai với cha của mình. Người con kể về tuổi thơ có cha đồng hành, niềm vui và cha lúc nào cũng bên cạnh. Và người con cũng hiểu những thầm lặng hy sinh của người cha để con có được mái ấm và hạnh phúc. Người cha thể hiện trong ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh là một người cha bao dung, thầm lặng, không nói nhiều. Vì thầm lặng nên người con mới đặt câu hỏi trong điệp khúc của bài hát. Vì sao cha ơi, chẳng kể cho con nghe điều cha tiếc nuối từ lâu, chôn giấu khi đã phải quên đam mê của đời mình. Để con no ấm, cha thật là chật vật mưu sinh. Trấn Thành một lần nữa cho thấy anh có sự lựa chọn chính xác và biết đặt những gương mặt nghệ sĩ đúng vị trí trong tác phẩm của mình.